thưa quý vị và các bạn và trong cuộc phát biểu đầu năm mới của um, à, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vào buổi tối ngày hôm qua mà chúng tôi đã có được bản dịch trong buổi sáng ngày hôm nay thì ông cũng đưa ra một nhận định đó chính là chúng ta không thể nào coi nhẹ biến chủng Omicron đang xuất hiện chính bởi vì um, chúng ta chắc chắn là cần phải tạo ra một năng lượng vaccine tốt hơn nữa ở trên toàn thế giới và những nước giàu nên chia sẻ về năng lực vaccine đối với những quốc gia nghèo hơn và đặc biệt là cần phải có những cái kế hoạch trong việc tự chủ vaccine và Cuba cũng là một trong những trường hợp như vậy đối với công tác tự chủ vaccine khi mà ngày hôm qua quốc gia này cũng đã công bố là đã vượt xa rất nhiều quốc gia giàu có trên thế giới để trở thành một trong những nơi có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid 19 cao nhất trên hành tinh ngay cả khi biến thể omicron thống trị toàn cầu và theo như trang tin The Guardian của Anh trên 90% dân số Cuba đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 nội địa, tức là Soberana 2. Trong khi đó, 83% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Và hiện tại, thì quốc gia này cũng đang phát triển rất nhiều những loại vaccine mới trong tương lai. Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Cuba cho biết hơn 9,6 triệu người dân nước này, tương đương 86,5% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trong khi gần 10,5 triệu trên tổng số 11,3 triệu người dân nước này đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vaccine đưa Cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm phòng COVID-19 cao nhất khu vực Mỹ Latin. Bên cạnh đó, hơn 2 triệu người Cuba đã được tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, với tỷ lệ hơn 99% được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện nay.